Thì nhìn vào một cái cảnh khác, các bạn thì được là nhìn vào Coinbase Premium. Thì Coinbase Premium xuống dưới 1020 trước khi mà nhảy lên 486, nghĩa là các nhà đầu tư bán nhưng mà các cá voi đang thu mua. Chúng ta nhìn vào cái thông tin này chi tiết hơn đi, các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này ở trên CryptoCoin để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì khi chúng ta zoom vào, các bạn thấy được là cái chỉ số Coinbase Premium này đó chính là cái sự khác biệt giữa giá cả giữa sàn Coinbase và Binance, mà cái chỉ số này càng tăng là càng tốt, tại vì có nghĩa là chúng ta càng thấy dấu hiệu của nhiều cá voi mua, tại vì khi họ mua họ sẽ gây cái áp lực để mà đẩy giá lên trên sàn Coinbase Pro. Thì các bạn thấy được là cái chỉ số này đó đang là ở cái mức là -1067, nhưng mà khi mà giá cả điều chỉnh xuống hồi sáng này xuống tới cái mức là 47.000 thì ngay lập tức các bạn thấy là cái chỉ số đường màu xanh này tăng lên rất là nhanh và đã tăng lên tới là tổng cộng là 515 đô. Có nghĩa là khi mà giá đi xuống đó thì chúng ta thấy được là có rất nhiều người đang thu mua Bitcoin rất là nhanh trên sàn Coinbase Pro, và các bạn cũng đã biết là thường thì sàn Coinbase Pro là bán cho những ai? Thường các bạn thấy được là cái số lượng lớn là bán cho những nhà đầu tư lớn. Có nghĩa là chúng ta thấy được là những công ty như là công ty Grayscale, công ty MicroStrategy, ngay cả Tesla cũng thu mua Bitcoin thông qua sàn Coinbase Pro. Cho nên các bạn thấy được là đây là một dẫn chứng cho thấy là khi mà những nhà đầu tư riêng lẻ đột ngột có ý định bán nhiều thì những cái Bitcoin được thu mua bởi những nhà đầu tư lớn ở trên sàn Coinbase Pro. Nghĩa là những cá con xả hàng thì những cá mập lại thu hàng rất là nhanh chóng, cho nên giá cả mình đẩy lên nhanh như vậy. Thì Thuận có nói thêm ở trên Twitter sáng nay là dùng thu mua xoay quanh cái mức là 42.000. thì nhiều bạn thắc mắc tại vì cái giá mà được đẩy lên là khoảng chừng là cái mức là 46.000, bây giờ đã hơn 54.000 rồi, tại sao thì nói là cái dùng thu mua xoay quanh 42.000? Tại vì đây chính là cái dùng mà các bạn thấy được là có rất nhiều Bitcoin được thu mua. Thực ra mà nói là cái vùng mà được thu mua nhiều đó là cái phạm vi khoảng chừng là 42 tới 46.000. Cho nên càng xuống tới gần 42.000 thì cái mức đó sẽ càng được nhiều cá voi thu mua. Tại vì lúc đó là cái lúc mà người ta đã thu mua nhiều trước đây. Và nếu như mà cái giá mà họ thu mua giả sử như là 46.000 đi, bây giờ giá là 42.000 thì những công ty lớn họ thu mua Bitcoin đầu tư lâu dài thì đương nhiên cái giá rẻ hơn thì sẽ càng hấp dẫn hơn đối với họ. Cho nên đối với lại những cái thông tin dựa theo CryptoCoin thì các bạn thấy được là càng tới gần 42.000 thì cái lực mua đến từ những cá voi càng mạnh. Cho nên bây giờ các bạn thấy được là cái lực thu mua hồi sáng này đã ở cái mức là khoảng 46.000, vừa xuống 46.000 thôi thì đã có rất nhiều cái số lượng tiền lớn được đẩy vào để mà mua Bitcoin, đẩy giá ngược trở lên cho đến bây giờ là 54.171. Đây là cái thông tin tổng quát liên quan tới những gì đã xảy ra hồi sáng này. Tôi hy vọng là những thông tin này cho các bạn thấy một cách nhìn khác, là hiện bây giờ những cá voi thực sự là đang rất muốn thu mua thêm Bitcoin và họ lúc nào cũng chờ đợi cơ hội tốt để mà thu mua thêm Bitcoin. Ở điểm bây giờ chúng ta bây giờ hãy nhìn vào thị trường nói chung đi, thì đương nhiên Bitcoin đi xuống các bạn thấy được là phần lớn thị trường đều là một màu đỏ và nhiều đồng đi xuống nhiều hơn Bitcoin như là Ethereum, như là Binance vân vân. Có một số đồng có sự tăng trưởng ngày hôm nay, chúng ta có thấy đồng XRP, chúng ta có thấy đồng Solana, đồng Nam vân vân, nhưng mà phần lớn các bạn thấy là xu hướng Bitcoin vẫn là cái xu hướng lớn của thị trường. Khi Bitcoin đi xuống thì các bạn thấy rất rõ ràng là những đồng lớn đều đi theo Bitcoin. Và chúng ta nhìn tổng quát thì các bạn thấy được, để thông refresh cái trang CoinGecko này thì các bạn thấy được là Bitcoin thì xuống 6%, Ethereum thì xuống 9,1%, Binance Coin thì xuống 11%, Polkadot xuống 6%. Theo được chúng ta không nói tới Cardano xuống 3,6%, XRP thì lại có sự tăng trưởng 6,9% trong vòng 24 giờ qua. Hôm nay là cái ngày mà XRP ra tòa. Litecoin thì xuống 10% và Chainlink thì xuống 10%, Bitcoin Cash xuống 13%. Thì phần lớn các bạn thấy được là Bitcoin xuống 6%, những năm còn lại thì xuống nhiều hơn, trung bình là khoảng chừng 9 cho đến 10%. Và đương nhiên ngày hôm nay chúng ta cũng có một số những đồng tăng trưởng mạnh như là crypto.com hay là Kusama, Solana. Những đồng này đã tăng trưởng 58%, crypto.com 31% cho Kusama và 23% cho Solana. Nhưng mà phần lớn các bạn thấy được là xuống cùng với lại Bitcoin. Như là các bạn thấy là Bitcoin xuống 6% thì những đồng khác có đồng xuống trung bình là khoảng 15% như là OKB, Huobi Token, Wave, Ontology, Loopprint, Curve Token, DigiBuy vân vân. Phần lớn là đi xuống khoảng chừng là 15%. Thì tôi nghĩ là một những câu hỏi khác nữa mà nhiều bạn muốn biết là thị trường thường có nghĩ là xuống nữa hay là không, thì thật ra mà nói là có xuống nữa hay không thì đương nhiên là không ai đảm bảo được, nhưng mà cho dù có xuống đi nữa thì thường nghĩ là càng xuống dưới 50.000 đô thì cái lực mua càng mạnh. Mà thậm chí một trong những người mà vẫn đang suy nghĩ là có tiếp tục để mà đẩy thêm, và thậm chí một trong những người đó là bản thân Thuận. Nếu như Bitcoin xuống dưới 50.000 đô thì Thuận sẽ suy nghĩ trở lại, tại vì cái số tiền mà Thuận chốt lời 20% đó vẫn nằm ở trên những cái ví trong cái dạng là đồng ổn định, cho nên Thuận vẫn chưa rút ra về ngân hàng của mình. Nếu như Bitcoin mà có cái sự đi xuống giá khoảng chừng là 45.000 đô thì thật ra là một cái giá rất là hấp dẫn đối với Thuận thời điểm này, cho nên Thuận hoàn toàn có thể suy nghĩ là nếu như Bitcoin đi xuống dưới cái mức đó thì Thuận hoàn toàn có thể là đẩy cái số lượng tiền mà chốt lời trở vào trong thị trường này. Cho nên không chỉ riêng là bản thân Thuận mà có rất nhiều người vẫn đang chờ đợi để mà giá Bitcoin xuống để mà mua thêm. Cho nên nếu như mà đi xuống đó, thì Thuận không nghĩ là Bitcoin sẽ xuống dưới 42.000. Tại vì thời điểm bây giờ rất nhiều người đang chờ Bitcoin xuống dưới 50.000 để mà thu mua. Thì trên thực tế đấy, cái lúc mà giá Bitcoin xuống dưới 50.000 lúc đó là Thuận vẫn còn đang ngủ, tại vì lúc đó là khuya ở bên Cali. Nhưng mà giá Bitcoin xuống dưới 50.000 dựa theo Lloyd Davis thì giá sẽ xuống chỉ trong vòng 7 phút mà thôi, thì giá đã bật trở lên và đã trở lên trên 50.000. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái tình hình hiện bây giờ đi, các bạn thấy được tình hình bây giờ đó thì giá cả lại đi xuống trong vòng 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Bây giờ giá là 51.121 và bây giờ là khoảng 6 giờ 53 phút tối tại Cali. Thì chúng ta thấy được là giá thường đó, nếu chúng ta nhìn vào thị trường tài chính nói chung đó, mỗi lần mà có một cái flash crash giống như là đi xuống rất nhanh như vậy đó thì thường là giá cả sẽ có xu hướng đi xuống để mà thử lại. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể thấy được Bitcoin một lần nữa dưới 50.000 đô và thường nghĩ là rất nhiều người bây giờ đang chờ đợi Bitcoin xuống dưới 50.000 đô. Chúng ta nhìn vào một cái tài liệu mà nhiều bạn hỏi Thuận, đó chính là tài liệu liên quan đến là tình hình này thì những cái đầu ổn định ở trên sàn như thế nào. Thì để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy nhìn vào tình hình của những đầu ổn định ở trên sàn đi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu của tất cả những cái stablecoin ở trên những sàn giao dịch. Thì các bạn sẽ thấy được là tình hình bây giờ, đừng zoom vào để thấy rõ hơn. Thì khi mình zoom vào thì các bạn thấy được là cái tình hình bây giờ thì lại càng có nhiều những độ ổn định đang chờ sẵn. Bây giờ là 8,48 tỷ. Hiện bây giờ chúng ta thấy được là cái đường mà màu đỏ này là bao nhiêu độ ổn định được nạp trên sàn. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là tình hình bây giờ thì càng ngày lại càng có nhiều người nạp đồng ổn định lên trên sàn. Chúng ta bây giờ hãy chờ đợi coi là nếu như giá Bitcoin này trở xuống nữa thì chúng ta thấy được là giá sẽ được hỗ trợ ở mức nào nếu mà đi xuống dưới 50.000 đô. Và cái biểu đồ NUPL của Cardano cũng mới vừa update lại, các bạn thấy được là cái thông tin mới nhất. Thì sau khi mà chúng ta đã gần chạm vào cái vùng là màu xanh dương, có nghĩa là 0,75, thì bây giờ chúng ta đã đi trở xuống cái mức mà ngày hôm qua các bạn đã thấy được là rất là gần dùng màu xanh dương là 0,748. Bây giờ chúng ta hãy điều chỉnh trở xuống ở cái mức là 0,730 khi mà họ tính cái giá Bitcoin là cái mức là 54.000. Đương nhiên nếu như giá Bitcoin đi xuống như 50.000 thì chúng ta sẽ thấy cái NUPL này điều chỉnh tiếp tục. Và nếu như mà thực sự là có thể thì chúng ta thực sự rất muốn là chúng ta thấy Bitcoin đi từ từ đi xuống và tích lũy trong cái phạm vi Thuận nghĩ là từ 45 đến 50.000 là một phạm vi rất tốt để chúng ta thấy chỉ số này điều chỉnh xuống để chúng ta tiếp tục có cơ hội thấy Bitcoin có cái sự tăng giá mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy cái biểu đồ NUPL chạm dùng màu xanh dương, mà một số bạn thường thấy comment nói Thuận đã chạm dùng màu xanh dương rồi thì Thuận vẫn chưa thấy cái điều đó xảy ra. Các bạn thấy được là cho đến thời điểm ngày hôm nay thì giá chỉ lên tới là 0,748 mà thôi, 0,75 là lúc mà cái biểu đồ này chuyển qua màu xanh dương. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy đã đi ngược trở xuống ở mức là 0,73. Chúng ta bây giờ hãy nói về một số những thông tin khác. Khi mà cái sự kiện flash crash xảy ra đó thì tuy là các bạn thấy được là có một số đồng đi xuống cùng với lại Bitcoin như là Ethereum và rất nhiều những đồng khác cũng đi cùng với là Bitcoin, nhưng mà một trong những sàn mà có cái sự đi xuống giá rất là đột biến và rất là khác với những cái sàn còn lại đó chính là sàn Kraken. Sàn Kraken ở trên sàn này thì không biết vì lý do gì bây giờ ta vẫn chưa có hiểu, vì một cái lý do là cái giá tiền trên sàn này nó không kết hợp được với những sàn khác hay là một vấn đề gì đó chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đi. Đây là cái biểu đồ của Ethereum ở trên sàn Kraken. Thì hồi sáng này khi mà giá cái đi xuống đó, các bạn thấy được là giá cả đã đột ngột đi trở xuống và xuống dưới 750 đô. Trong khi mà những sàn khác các bạn thấy là xuống chỉ có là 1.600 đô mà thôi. Mà chúng ta thấy được là Ethereum đi xuống 750 đô. Có nghĩa là cái sự khác biệt giữa đồng Ethereum trên sàn Kraken so với lại cái sự khác biệt giữa đồng Ethereum trên những cái sàn khác đó là chênh lệch nhau cả 1.000 đô. Nhưng mà cái sự kiện này đó đã nhanh chóng trở lại như cũ, có nghĩa là giá cả đã nhanh chóng trở về cái mức như là những cái sàn khác. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà giá mà đột ngột đi xuống mạnh như vậy mà những sàn khác không có đó thì sẽ rất ảnh hưởng đối với những người mà đang giao dịch trên sàn này. Rất nhiều lệnh có thể đã bị thanh lý, rất nhiều người họ đã hoảng sợ và bán Ethereum, rất nhiều những cái lệnh limit có thể đã bị xử lý trong cái đợt đi xuống giá này, hay là stop loss cũng sẽ bị trigger trong cái đợt đi xuống này. Cho nên đây là một chuyện điều mà thường nghĩ chúng ta cũng sẽ nghe nói tới trong vòng vài ngày tới đây, là sàn Kraken sẽ phải có một trả lời cho những nhà đầu tư tại sao mà đột ngột trong dòng thời gian chỉ có mấy phút mà giá cả lại đi xuống dưới 750 đô, trong khi những sàn khác Ethereum vẫn là xoay quanh mức là 1.700 đô. Đây là một trong những điều mà sàn Kraken phải có câu trả lời, dẫn đến thiệt hại cho nhiều người. Và không chỉ riêng là Ethereum mà nhiều người bây giờ nói là chúng ta nhìn vào đồng Cardano đi. Ở trên sàn Kraken, đồng Cardano đã đi xuống còn có 15 cent mà thôi. Có nghĩa là bạn thấy được là cái sự đi xuống rất là kinh khủng ở trên sàn Kraken. Nhưng mà cũng nhanh chóng cái sàn Kraken này giá cả đã điều chỉnh lại như là những sàn khác. Nhưng mà các bạn thấy được là cái vấn đề ở đây đó chính là cái thiệt hại đã gây ra cho những người mà có stop loss, có limit hay là có những cái lệnh khác mà đã bị thanh lý, tại vì giá cả lại đi xuống một cách vô lý như vậy ở trên sàn Kraken. Đây là một trong những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn.